người. Bây giờ tình hình dịch bệnh đang rất là phức tạp và đáng lo ngại. Mình cũng đã tìm hiểu rất là nhiều các cái biện pháp để phòng chống bệnh tật, nhưng mà mình thấy quan trọng nhất vẫn là tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe. Được biết là Jocelyn Beauty có ra mắt liệu trình mới chăm sóc sức khỏe và tăng cường sức đề kháng. Do vậy mà hôm nay mình đã đến để đăng ký trải nghiệm. Mọi người cùng mình vào để trải nghiệm xem nhé. Chào bạn, mình được biết đến Jocelyn Beauty bởi những pháp môn kỹ nổi tiếng, đó là chỉ sử dụng đôi bàn tay của các kỹ thuật viên để làm đẹp và chăm sóc sức khỏe rất là hiệu quả. Thì mình cũng rất là tin tưởng vào các liệu pháp cổ truyền của Hàn Quốc, cũng như là tin tưởng vào các tay nghề của các nhân viên ở Jocelyn. Nay lại được biết là Jocelyn mới ra mắt liệu trình mới để chăm sóc sức khỏe này và tăng cường sức đề kháng để thì đây có Multistop. Đấy, trong đó Multistop giúp mình tăng cường sức đề kháng rất là tốt, không có phải chăm sóc chuyên sâu. Lượng mình sẽ được chăm sóc phải lưng này, ngực bụng này, hoặc chăm sóc phần da đầu, hoặc chăm sóc phần cổ vai gáy. Thông qua các bước chăm sóc đấy giúp mình đạt thể độc tố thông qua hệ bạch huyết. Tại vì em biết là nhiều khi mà trong quá trình mình sinh hoạt đấy chị, mình cũng không biết cách đào thải độc tố qua đâu, nhưng mà trong cái phương pháp đã giúp mình đạt thể độc tố rồi, chỉ chăm sóc phải kem lưng này hoặc kem ngực bụng này, cái tác dụng giúp mình lưu thông tuần hoàn máu, có giúp mình đạt thể độc tố chị, rất là tốt. Chị cũng có mà trải nghiệm cái phương thi start và phương thi kit làm cho mẹ cho con luôn đấy. Đúng rồi. Đấy thì rất là tốt đấy chị. Mình được các bạn nhân viên tư vấn về liệu pháp Multistop. Mình thấy đây là một liệu pháp chăm sóc sức khỏe rất là hay. Do vậy mà mình đã đăng ký trải nghiệm. Bây giờ mọi người cùng mình vào trải nghiệm nhé. Đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm liệu pháp Ponki. Các bạn kỹ thuật viên sẽ dùng một lực bằng tay để tác động lên các hệ cơ, xương, khớp và hệ bạch huyết trên khắp cơ thể mình. Lúc đầu thì cũng hơi đau, nhưng mà cái cảm giác đau đấy rất là dễ chịu, rất là sảng khoái, và mình cảm thấy là tất cả các cái cơ, có cơ trên cơ thể mình đều được giãn mềm, rất là dễ chịu, mình cảm giác như là được thư giãn vậy. Tác động lưu dẫn đến hệ bạch huyết sẽ giúp cơ thể đào thải các những độc tố này, giúp tăng cường sức đề kháng để chống lại dịch bệnh. Vừa nãy mình cũng được nghe các bạn tư vấn viên có nói là để đạt hiệu quả cao nhất thì mình nên dùng liệu trình từ 10 đến 20 buổi. Mình cũng rất là tin tưởng vào những gì mình vừa trải nghiệm. Do vậy mà có lẽ mình sẽ mua luôn liệu trình 20 buổi để chăm sóc sức khỏe của bản thân. Nếu bạn nào quan tâm đến các dịch vụ của Jocelyn Beauty thì mình sẽ để lại thông tin trên caption nhé.